Anh ơi, còn thời gian ơi, mình bình tĩnh anh ơi. Ông kia sao đi chắc nụi à. Ôi ôi, cái tay kìa, con chuột có lòi ra kìa. Mì Cocomi 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng. Man of the Mì sẽ giúp cho việc ăn mì tốt hơn. Xin mời, 3, 2, 1, bắt đầu. Đi. Đúng rồi anh ơi. Em bị rất rất nhiều quá. Đúng là những chàng trai cơ bắp không làm chúng ta thất vọng. Cẩn thận em ơi. Ông này cũng chắc chắn quá. Anh ơi, còn thời gian ơi, mình bình tĩnh anh ơi. Ông kia sao đi chắc nụi à. Ôi ôi, cái tay kìa, con chuột có lòi ra kìa. Cố lên ơi, cố lên. Vâng à, tôi kiểm tra cái mực nước của bình thủy của chúng ta đã là 1/2 được rồi ạ. Lực chơi của chương trình là đến mức cao nhất à. Trời, sao tự nhiên mình hồi hộp theo luôn á trời. Từ từ anh ơi, không sao anh ơi, từ từ, vẫn còn thời gian. Cố lên, cố lên. Một lít bảy rồi, một lít bảy rồi. Đủ rồi. Bấm giờ giùm tôi. Rồi, chúng tôi đang đun nước. Tôi sẽ có một câu hỏi dành cho các bạn để quyết định rằng là ăn ít ớt hay là nhiều ớt. Mì Cocomi 90 nặng bao nhiêu gam? Câu trả lời của bạn là gì? 90 gam. Một câu trả lời rất chính xác và chắc chắn là mình sẽ cho bạn một ít ớt. Bây giờ chúng ta là chờ nước sôi, nó sôi lên rồi mình vẫn đang tính thời gian đúng không ạ? Nấu mì phong cách quá. Nấu từ từ cho nước nó sôi đúng không? Dạ em làm từ từ cho nước sôi đấy ạ. Dạ. Là anh đi quãng đường từ đó tới đây anh cảm thấy là mình có mệt không anh? Dạ chưa mệt ạ. Chưa mệt à? Vâng, và bây giờ tôi sẽ tiến hành chế biến mì Cocomi 90 siêu năng lượng. Mì siêu to 90g ăn vào để có thật nhiều năng lượng. Xin mời. Đây, đây nở vô. Miếng nữa. Đúng rồi. Nở nhẹ nó bắt đầu dùng được rồi nha. Chương trình sẽ chấm cả điểm nhân cách nha. Các bạn vừa ăn vừa phải cười, vừa phải tươi. Mì chín rồi. Ăn khỏe ha. Ăn xong rồi. Em đang rất là tập trung vô cái tô mì. Em đang rất là hồi hộp. Em đúng. Hay quá anh hai ơi. Mày húp tới giọt cuối cùng á. Húp mà cạn nước luôn á. Trời ơi, mà cái mùi mì tôi nói thiệt á. chia đúng rồi, chia nhau được chứ, đúng rồi. Ăn còn tâm sự, chia sẻ đồ. Đón xem Khách Là Chơi 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Bắt đầu từ ngày 2/4/2022. Mì Cocomi 90 siêu năng lượng, giá chỉ 4.000 đồng.